chào các bạn trong chương trình tâm sự. Hành thức học thuật tư tưởng doanh nhân thì hôm nay thầy trò tâm sự buổi thứ nhì về tổ Montesquieu, người tổ về tự do và nhân quyền qua tam quyền phân lập. Hôm qua thì thầy trò đã nghiên cứu khá rõ về lý lịch cá nhân, chân dung xã hội, chân dung đưa tới giúp thầy trò mình thấy được cái nội công, cái bản lĩnh, cái tầm vóc của tổ trong học thuật. Thì sau buổi hôm qua thì có nhiều câu hỏi tới, mà những câu hỏi này chung quanh cái mô thức mà thầy phân tích đó, tức là một cái chính quyền đó, nó lập chính phủ, nó ra chính sách, nó phải có chính nghĩa, mà chính nghĩa của một chính quyền đó, thật sự nó có phát triển tiến bộ văn minh đó, thì nó phải có chính nghĩa, mà chính nghĩa nó lại dựa trên cái chuyện phân và chia quyền. Tại sao chính quyền lại vào cái quy luật, cái nguyên tắc phân quyền và chia quyền? Thì những câu hỏi của các bạn tới hôm qua là về vấn đề này. Thầy mở cái ngoặc đơn là những câu hỏi này thì tới từ những bạn ở trong cái chế độ độc đảng toàn trị hiện nay của Việt Nam. Tại những câu hỏi đó, thì những câu hỏi đó có nhiều hỏi của các bạn tới từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Những câu hỏi đó thì không phải là những câu hỏi của những bạn học tiến sĩ với thầy những năm qua, mà đây là những câu hỏi rất là chính đáng về tại sao chính quyền mà muốn có chính nghĩa phải phân quyền rồi phải chia quyền. Đó thì hôm nay mình sẽ vào cái buổi thứ nhờ mình nhận ra được cái đặc tính, đặc sắc, đặc thái, đặc thù, nó làm cái đặc biệt á của hệ thống tư tưởng về phân quyền, chia quyền của Montesquieu. Thì thứ nhất á, về mặt lịch sử đó, ở đây thầy mở cái ngoặc đơn thứ nhì nữa là những cái giáo khoa mà thầy trò mình tâm sự với nhau đó, nó rằng mặt rõ ràng đó là những cái giáo khoa mà nó có hệ trong đó, trong sạch, nó dẫn tới trong sáng nó dẫn tới trong suốt đó. Cái hệ trong đó, trong sạch, trong sáng, trong suốt của một giáo khoa. Thì cái tâm sự của thầy trò mình mỗi ngày hay là mỗi tuần như vậy đó, thì nó phải theo cái giáo khoa này, nó là sự thật của khoa học, nó là những cái lẽ phải mà được phục vụ bởi sự thật đó. Thì trên cái chuyện này đó, thì thầy, các bạn đề nghị thầy trả lời những câu hỏi đó hôm nay là cái buổi thứ nhì về tổ Montesquieu, rồi về mặt giáo khoa đó, mà muốn bảo vệ cái hệ trong đó, trong sạch, trong sáng, trong suốt của một cái giáo khoa đó. Thì thầy ngồi đây mà thầy tâm sự với các bạn qua mạng xã hội đó, qua internet, thì nó không khác gì nhiều cái thầy đứng trước một cái giảng đường nhiều trăm người, hay là thầy ở trong một cái lớp rất ít người, lớp tiến sĩ mà các bạn tới học với thầy đó, thì nó mười mấy hai chục người thôi, thì nó không có khác gì cả. Cái giáo khoa nó, cái trung thực để bảo vệ sự thật, nó đòi hỏi cái thành thật để bảo vệ chân lý. Thì cái hệ trong nó là hệ này. Thì thầy đề nghị với các bạn là hôm nay cái buổi này đó, thì thầy trả lời các câu hỏi các bạn trước, rồi mình vào cái nội dung của cái hệ thống tư tưởng chính quyền mà quang minh chính đại, liêm chính, là phải chia quyền, phân quyền. Thì đây là cái hệ thống lý luận của tổ Montesquieu. Thì thứ nhất là về mặt lịch sử đó, là mình nói rõ ngay tức khắc bây giờ, tức là Montesquieu là người của thế kỷ
ánh sáng thế kỷ thứ 18. Nhưng mà Montesquieu nghiên cứu rất kỹ một người tổ là John Locke. John Locke để lại cho đời, cho học thuật một cái tác phẩm, một cái tuyệt phẩm, một cái siêu phẩm, cái tên đó là Traité du gouvernement civil, nguyên tắc giải luận chính phủ dân sự. Thì John Locke ở thế kỷ thứ 17, Montesquieu ở thế kỷ thứ 18, thì Montesquieu là người biết rất rành, rất rõ về tổ chức xã hội, tổ chức chính trị, tổ chức định chế của nước Anh. Và John Locke đọc, nghiên cứu rất kỹ. Thành ra có hai tác giả lớn trong cái câu hỏi của các bạn đó, là một cái chính quyền mà trong một cái chế độ bảo vệ tự do bằng dân chủ, rồi sau đó bảo vệ nhân quyền cho tới cùng là tam quyền phân lập đó, thì chính quyền là phải chấp nhận cái quy luật thứ nhất là phân quyền, cái việc thứ nhì là chia quyền. Phân quyền bằng tam quyền phân lập, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Chia quyền là phân chia rõ cái người cầm quyền không được là cái người xử luôn cái quyền đó, là không được là cái người chế là cái quyền đó. Lập pháp nó lên nó bảo vệ pháp, mà nó là nơi cho ra luật. Còn hành pháp là thực hiện, thể hiện những cái luật mà lập pháp lập ra, kiểm soát, kiểm tra cái hành vi, hành động, hành tác của một cái chính quyền khi thi hành luật, khi áp dụng luật có đúng hay không. Cái luật chơi, cái sân chơi, cái trò chơi đó nó rõ. Thành ra ở đây á, có những câu hỏi rất là thành thật. Tại sao, thưa thầy, tại sao lại chính quyền phải có chính nghĩa trên phân quyền và chia quyền? Tại sao cái tam quyền phân lập nó bảo vệ một cái chính quyền bằng chính nghĩa với cái chính danh của dân chủ? Trong dân chủ nó có dân quyền và nhân quyền. Hôm qua mình nói rất rõ về chuyện này. Thì cái dân quyền nó có mặt ở trong phân quyền và chia quyền. Thì những cái loạt câu hỏi, thưa thầy, tại sao phân quyền và chia quyền trong một chính quyền lập ra chính phủ có chính sách, mà cái chính quyền đó nếu mà nó đại diện cho lập pháp đó, thì nó đại diện cho hành pháp đó, thì nó trên thượng nguồn là có luật pháp và hiến pháp tới từ lập pháp, ở dưới hạ nguồn, trung nguồn là có tư pháp bằng tòa án, bằng luật pháp, tức là công quyền, công pháp, công luật đó, để kiểm soát, xử, xem xét. Tại sao lại phân quyền và chia quyền? Phân quyền và chia quyền đó, để chống độc quyền, tham quyền, lạm quyền, lộng quyền, cực quyền và cuồng quyền đó. Mà độc quyền, tham quyền, lạm quyền, lộng quyền, cực quyền, cuồng quyền nó có ở trong những cái hệ thống. Thứ nhất, độc tài phong kiến. Thứ hai là độc trị quân phiệt hay là quân sự tùy các bạn. Và thứ ba là độc đảng toàn trị. Phân quyền và chia quyền là để ngăn, để chặn, để cấm, để bứng, để nhổ, để vứt đi độc quyền, tham quyền, lạm quyền. Cực quyền, cuồng quyền. Bằng tam quyền phân lập, bằng công lý của công pháp, công quyền, công lập. Đó, thầy trả lời. Cái mà những câu hỏi tiếp theo thì nó có cái gốc rễ, cội nguồn của những câu hỏi thứ nhất là trong chính quyền mà muốn có chính nghĩa, để có chính danh là phải phân quyền và chia quyền đó. Thì tại sao Việt Nam lại không làm được chuyện này?
Tại sao các nước ở bên phương Tây có châu Mỹ, châu Úc, châu Âu làm được? Tại sao các hàng xóm mà tam giáo đồng nguyên với Việt Nam đó, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, rồi Singapore, họ làm được chuyện này mà Việt Nam làm không được? Đó thì ở đây mình mới thấy giữa cái tam quyền phân lập của dân chủ để bảo vệ tự do và nhân quyền với lại cái độc đảng toàn trị đó, nó là một trời một vực. Đâu có ngồi ngang hàng, đâu có ngồi cùng chiếu ăn cùng mâm được. Thì tại sao đồng bào dân tộc giống nòi, đất nước tổ quốc quê hương bị trùm phủ bởi một cái độc đảng toàn trị? Thì ở đây cái hệ độc là thầy trò mình nghiên cứu rất kỹ, mỗi lần tâm sự với nhau là mang ra xem xét xử cái hệ độc, cái độc đảng toàn trị nó tới để nó làm cái chuyện độc tôn, độc tài, độc quyền, độc trị. Cái hệ độc á, nó ngược lại với hệ đa. Cái hệ đa ngay thượng nguồn sân chơi, trò chơi, luật chơi, nó chấp nhận phân quyền và chia quyền, mà nó còn tổ chức kỹ trên thượng nguồn là ứng cử, bầu cử, tuyển cử, đắc cử, có nhiệm kỳ, chứ không phải ăn đời ở kiếp, tham quyền cố vị cho tới chết, rồi sau đó là cha truyền con nối, rồi tổ chức cả một cái hệ thống mới với những cái ngữ văn ngữ vựng rất là quái thai, thái tử đảng, cán bộ nguồn, hạt giống đỏ vậy đó. Thì ngay trên thượng nguồn đó, cái phân quyền và cái chia quyền nó trong cái hệ độc, độc đảng để độc tôn, độc tài, độc quyền, độc trị, nó chặn cái chuyện đó. Phân quyền và chia quyền để nó chặn cái thứ nhất là độc quyền, lạm quyền, lộng quyền, cực quyền, cuồng quyền, tham quyền. Và cái thứ nhì là nó chặn cái hệ độc ở kiếp với quyền lực. Hành pháp là mình, lập pháp là mình, và tư pháp là mình. Thì đây là cái thảm nạn của đất nước Việt Nam, và đây là cái thảm họa của cái độc đảng toàn trị hiện nay, nó trùm phủ lên cái số phận của một dân tộc, của một giống loài. Đó thì thầy trả lời cái đợt câu hỏi thứ hai rồi. Bây giờ cái đợt câu hỏi thứ ba tới hôm qua đó, thì nó cần một cái phân tích rất là rõ, mà nhờ John Locke thế kỷ thứ 17 và nhờ tổ Montesquieu là cái chương trình tuần này của thầy trò mình đó, thì mình giải mã một loạt những cái chuyện mà mình đã phân tích giải thích rồi, thầy trò mình đã lý luận lập luận diễn luận giải luận rồi trong những năm vừa qua. Nhưng mà ở đây là cái dịp mà thầy trả lời trực tiếp những câu hỏi tới hôm qua đó. Cái hệ độc á, độc đảng để độc tôn, độc tài, độc quyền, độc trị đó, nó độc tại sao nó độc? Tại vì nó muốn bảo vệ hệ đặc của nó đó, là đặc ân, đặc quyền, đặc lợi của nó đó. Đặc ân, đặc quyền, đặc lợi nó đâu về, nó ở trong cái chuyện mà con vua thường làm vua, con quan thường làm quan đó. Và nó sinh ra một loạt những cái ngôn ngữ quái thai đó, thái tử đảng, cán bộ nguồn, hạt giống đỏ vậy đó. Rồi nó sinh ra một cái phương trình mà giữa âm binh, âm tướng, âm tá nó xài với nhau ở trong âm địa, âm đạo, âm giới của nó đó, tức là quan hệ hậu vệ, tiền tệ, đồ đệ, để nó giết cái trí tuệ phân quyền và chia quyền, để nó giết cái trí tuệ thực sự có tam quyền phân lập, nó giết cái chân lý của dân chủ, tự do và nhân quyền. Thì ở đây cái hệ độc á, độc đảng, độc tôn, độc tài, độc trị, độc quyền á, nó bảo vệ cái hệ đặc, cái đặc ân, nó phải tìm cách nó giết một cái hệ, mà cái hệ này là thầy trò mình phân tích hoài, mà hơn 100 đầu sách của thầy về Việt Nam thì tất cả những đầu sách của thầy đều có cái hệ này hết, tức là hệ thức á, cái kiến thức của mình mà học được ở gia đình cha mẹ, rồi học đường đại học, rồi cho tới nghề nghiệp xã hội đó, thì cái kiến thức của mình nó có một cái mật độ mà nó cần cái sự tổ chức của tri thức, tức là cái sự hiểu biết xếp lớp lan thứ tự, nó dẫn tới một cái thức là mình muốn có công bằng thì mình phải có tam quyền phân lập, nó dẫn tới một cái nhận thức mình muốn có công lý thì mình phải bảo vệ cái dân chủ và cái nhân quyền đó. Thì cái hệ thức này đó là bị hệ độc và hệ đặc nó giết ngay trong chính nước. Mà tại sao nó phải giết hệ thức? Nó giết hệ thức tức là nó giết tri thức, nó giết cả luôn cái giới tri thức á. Mà đây là một ý đồ, một tâm địa, một toan tính
ở trong cái toan tính mà thâm độc ác hiểm của nó đó. Thành ra cái người ta giết cái hệ thức trên cuộc sống này đó là tại vì người ta mang cái bản chất, cái bản thể của hệ vô. Cái câu chuyện này thì tổ Locke với tổ Montesquieu viết nó rõ ràng lắm. Cái vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận trên tự do, dân chủ, nhân quyền, trên tam quyền phân lập, trên công bằng, bác ái đó, nó là một cái hệ của hệ vô đó. Nó vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận. Mà thí nhân gian dùng cái chữ rất là dữ dằn, tức là vô học đó. Vô học không phải là không được đi học đâu, nó được, nó nắm hệ thống giáo dục trong tay á, nhưng mà nó không có giáo lý để nó tổ chức giáo khoa, giáo trình, giáo án. Thành ra nó chỉ tổ chức được cái chuyện mà học giả, trường giả, thi giả, điểm giả, bằng giả, học vị giả, học hàm giả thôi. Giá để giả để giá. Cái chuyện buôn bằng bán cấp và giữa dưới hạ nguồn là nó tổ chức cái chuyện buôn chức bán quyền. Và cái hành tác trong cuộc sống của một cái hệ mà nó có độc, hệ độc với hệ đặc cùng với hệ vô, nó ba về hệ đó, nó nhập lại thì nó là một cái hành tác của buôn gian bán lận. Mà trong kiến thức thì nó khổ cái là nó đi nó buôn lậu bằng cách nó rửa tiền thì nó còn thoát được, chứ còn trong kiến thức thì không giả được. Bây giờ nó có một cái bằng tiến sĩ, tức là nó là chuyên gia của một cái chuyên ngành, chuyên môn, chuyên khoa. Thì cái sinh hoạt của chuyên gia trong chuyên ngành, chuyên môn, chuyên khoa mình là có hệ hội đó, hội nghị, hội luận, hội thảo, hội đàm á, thì nó không dám tới. Tại vì nó tới nó phải công bố cái công trình của nó, mà trong công trình nó thì là những cái tác phẩm từ văn bản tới bài bản, từ những đầu sách tới những cái cuốn sách, thì nó phải là tác giả những tác phẩm đó. Nó giả để gian, nó gian để giả thì nó lại không dám tới, nó không giả được. Và giả thì bị lột mặt nạ ngay tức khắc, lột mặt nạ cái đám gian để giả, giả để gian, cái đám học giả, thi giả, điểm giả, bằng giả, tri thức giả, trí thức giả, kiến thức giả, nhận thức giả, lột mặt nạ cho đám rất là dễ. Thành ra ở đây á, nó tới cái khâu thứ năm là đầy thầy trả lời cái đợt câu hỏi thứ 4 nè. Tức là cái hệ vô á, vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận mà nhân gian dùng cái chữ dữ dằn mà thầy trò mình tránh dùng là vô học. Mà vô học đây thầy trò mình nói đâu phải là đi học thật, có học lực để học thuật, cái nó cực lắm. Thức khuya dậy sớm, dậy nắng dầm mưa, một nắng hai sương, học ngày học đêm, học tập tu tập rồi đúng chuyện đó. Nó cực lắm, thì nó không có đầu tư vô thời gian và năng lượng để có học thật bằng học hành thật, học vị thật, thì nó giả. Thì cái gian để giả, cái giả để gian, cái buôn cầm, buôn bằng, bán cấp, buôn chức, bán quyền, bằng buôn gian, bán lận đó, ở trong cái hệ vô, hệ đặc, hệ độc á, tức là nó là cái bản chất của những cái thể chế, nó không có dân chủ, nó không có tự do, nó không có nhân quyền, dựa trên phân quyền và chia quyền. Thành ra ở đây những cái ngành từ hồi mà tổ Locke cho tới tổ Montesquieu từ thế kỷ 17, 18 thì ba cái chuyên ngành xuất sắc mà thầy trò mình nghiên cứu rất kỹ là tâm lý học, phân tâm học và tâm thần học. Ba chuyên ngành tâm này đó thì nó là những cái chuyên môn, chuyên ngành, chuyên khoa xuất sắc của thế kỷ thứ 20, 21. Đó thì những cái ba chuyên ngành tâm này thì nó cho ra đời một loạt những cái công trình nghiên cứu. Có nghiên cứu, có học thuật, có khảo sát, có điều tra, có điền giả rất kỹ. Và mà nhân gian và trong cái tiếng nói hàng ngày đó là ngu á, ngu dốt, dại khờ. Nhưng mà cái đám mà nó bảo vệ hệ độc của nó đó, độc đảng đây, độc tôn, độc tài, độc quyền, độc trị đó, và nó dùng cái hệ độc để nó bảo kê, bảo hành cái hệ đặc của nó, đặc ân, đặc quyền, đặc lợi của nó đó, thì nó chung quanh cái ngữ văn ngữ pháp là ngu. Nhưng mà nó muốn nắm quyền mà nó biết nó là người ngu, không có hệ thức, kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức á, thì nó phải ác.
Đây là thầy đương trả lời cho đợt câu hỏi thứ năm tới hôm qua nè. Thì nó biết là nó nắm chính quyền, nó tổ chức chính phủ, nó ra chính sách, thì những chuyện xấu tồi tục dở đó nó có bạo quyền công an trị, quỷ quyền tuyên truyền trị, ma quyền ngu dân trị, tà quyền tham nhũng trị, âm quyền thanh trừng trị, xã hội đang đỏ trị. Bây giờ nó chế ra một cái loại quái thai nữa là gian quyền ác tăng trị. Nó mượn cửa chùa để nó làm tiền mà nó bẩn thỉu hóa Phật giáo. Mà bây giờ bên công giáo đâu có được yên nữa. Thành ra mình mới đi sâu vào trong những năm vừa rồi là nó hành tác trên cái chuyện xảo quyền, mãi giam sinh trị, ghế trên ngồi tóc sổ sàng. Nó ngồi trên hiến pháp, tức là ngồi trên lưng lập pháp, trên cổ, trên vai của tam quyền phân lập đó. Lập pháp phải cho dân quyền là dân chủ quyết định từ tuyển cử, từ ứng cử, bầu cử, tuyển cử, đắc cử. Thì cái này nó nói đảng cử dân bầu, tức là một cái loại dân chủ phản dân chủ, một cái loại dân chủ nó đểu cán ở trên thượng nguồn và rất là đểu giả ở trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội đó. Thì cái xấu tồi tục dở nó tới cái ngu xuẩn ngu si của cái hệ vô đó, nó phải được nuôi vợ nuôi dưỡng, nó phải được nuôi nấng bằng một cái hệ ác, nó độc ác, nó thâm, nó độc, nó ác, nó hiểm. Nó vừa truy cùng diệt tận những người lột mặt nạ nó để chỉ là nó là có hệ độc, nó có hệ đặc, nó có hệ vô, nó có hệ tham, nó có hệ ác. Và nó dùng, nó cùng lúc nó dùng những mua hàng cái bẩn để nó hại những người nói được chân lý lẽ phải và sự thật. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 4 thì nó mang một người tù nhân lương tâm ra. Mà người này thì thầy trò mình nghiên cứu về lý lịch chân dung, thì đây là một đứa con tình yêu của Việt tộc. Họ bằng hệ lương thôi, lương tâm, lương thiện, lương tri, tri thức của lương tâm. Nó bảo vệ cái hệ liêm của họ, liêm minh, liêm chính, liêm sĩ. Thì cái tam quyền phân lập, cái phân quyền và chi quyền đó, nó củng cố, nó phát triển cái hệ lương đó, lương tâm, lương thiện, lương tri. Nếu anh là kẻ cầm quyền, nó phát triển cái hệ liêm đó, liêm minh, liêm chính, liêm sĩ, quang minh, chính đại, đường đường chính chính, bằng quyền lực, với chính danh đó, được dân bầu, từ dân quyền ra đó. Thì những cái hệ độc, hệ đặc, hệ vô, hệ tham thì nó không tôn trọng cái đó. Thành ra cái xảo quyền mãi dám xin trị mà ghế trên ngồi tóc sổ sàng đó, nó dẫn tới cái nín quyền tú bà trị, đưa người cửa trước đón người cửa sau. Cửa sau là sân sau, mà trong sân sau là cái đám làm ô dù chống lưng, tức là cái đám tham quan tham quyền. Cái bọn mà vô ngõ sau, sân sau, cửa sau đó, là cái bọn nó bất chính trước pháp luật, nó bất minh trước đạo lý, nó bất lương trước đồng bào, nó bất đức trước tổ tiên, nó bất nhân trước giống nòi. Thì cái hệ bất của nó sinh ra đời từ hệ độc, hệ đặc, hệ vô, hệ tham. Bây giờ cái hệ tham và hệ bất nó kết lại và nó hành tác với nhau. Nó là âm binh, âm tướng, âm tá, trong cái âm địa, âm đạo, âm giới của nó. Thì trong đó cái sinh hoạt của tôi nói là lại quả, bôi trơn, phong bì, lót tay, móc ngoặt là hệ bất á, bất chính, bất minh, bất lương, bất đức, bất nhân á. Mà cái hệ bất này đào cho sâu á thì nó là bất tài và bất lực. Bất tài trước phát triển đất nước, bất lực trước tiến bộ xã hội, bất tài bất lực trước văn minh vì dân tộc. Thì cái phân quyền và cái chia quyền á, nó tới từ hệ lương, lương tâm, lương thiện, lương tri. Nó tới từ hệ liêm, liêm chính, liêm minh, liêm sĩ. Nó phân quyền cho rõ ràng, nó chia quyền cho minh bạch để nó bảo vệ, để nó ngăn. Anh hứa hẹn với người ta đủ điều hết, anh không làm thì lần tới tôi không bầu cho anh. Thì phải có hệ thống dân chủ dựa trên dân quyền, là dân được quyền bầu những cái người mình chọn chứ.
đó thầy trả lời cái lời câu hỏi thứ năm rồi đó, thì cái chuyện mà thâm độc ác hiểm thì cái ba chuyên ngành tâm tâm lý học, phân tâm học, tâm thần học thì nó nói là ở trong cái hệ thống của độc đảng á, để độc tôn, độc tài, độc quyền, độc trị đó, để bảo vệ cái hệ đặc, nó đặc ân, đặc quyền, đặc lợi, dù nó có cái bản chất và cái thể chất của nó là hệ vô đó, vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận, nhân gian dùng cái từ rất là dữ dằn là vô học, nó vừa tham mà nó vừa thông. Nó thông là tại vì nó toan tính những cái chuyện mà những người tử tế không có làm. Nó thông là tại vì nó có những cái ý đồ mà những người tốt không hề có ý định ý muốn đó. Nó thông là tại vì nó có một cái tâm địa, mà cái tâm địa đó là có thể là khẩu Phật tâm xà, trong bụng dạ nó toàn là ông lũ đạn, nó sẵn sàng nó giết người. Thì cái ác đó, mà ở trong triết học gọi là le mal radical, cái ác mà nó tuyệt đối, nó triệt để, và nó sẵn sàng nó truy cùng diệt tận người khác để nó bảo vệ hệ độc, hệ đặc, hệ tham của nó đó. Thì cái tam quyền phân lập nó có từ phân quyền và chia quyền, nó tới nó ngăn, nó chặn, nó bứng, nó nhổ, nó vứt đi. Cái mà nó khám phá là thâm độc ác hiểm, sinh ra những cái hậu quả, những cái hệ quả, những cái hệ lụy xấu tồi tục dở. Các bạn thấy không? Thầy trả lời thêm cái đợt câu hỏi tới hôm qua thì bây giờ khoa học xã hội là khoa học nhân văn, có văn bản từ tác giả tác phẩm mà có luôn điều tra thực địa, khảo sát tại nơi, nghiên cứu tại chỗ, điền giả tại chốn, xã hội học, chính trị học, rồi kinh tế học, làm sáng được cái chuyện là cái hệ độc nó không chấp nhận luật chơi, sân chơi, trò chơi của chia quyền và phân quyền để có dân chủ, nhân quyền và tam quyền phân lập à. Và nó bảo vệ hệ đặc chứ nó, mà hệ đặc của nó thì nó là thiểu số của thiểu số. 100 triệu người Việt Nam bây giờ thì đảng viên chỉ khoảng 5 triệu người thôi, mà 5 triệu người đó thì có những người họ đàng hoàng, tử tế, liêm chính, họ thấy những cái bất nhân thất đức của một cái đảng độc đảng toàn trị thì họ đi ra, hay là họ làm công việc hàng ngày của họ thôi đó. Chứ còn mà cái đám mà nó tổ chức cái chuyện này mà thầy trò mình từ chối, dùng những cái từ đánh lận con đen, chủ tịch nước, tổng bí thư, thầy trò mình dùng ngữ văn, ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp, làm được cái ngữ nghĩa, đúng cái ngữ cảnh của câu chuyện, thầy trò mình gọi cái đám thiểu số của thiểu số là cái đám đầu đảng, đầu lãnh, đầu sỏ, đầu sòng, đầu nậu. Nó tổ chức hệ độc, nó tổ chức hệ đặc, nó tổ chức hệ tham, nó tổ chức hệ ác. Đó thì cái thâm, cái độc, cái ác, cái hiểm bây giờ nó dẫn tới một cái kết luận mà hiện nay là những cái người mà nghiên cứu về Việt Nam học á, ở nước ngoài đó, có tự do, dân chủ, nhân quyền, được tam quyền phân lập bảo vệ đó, thì nghiên cứu rất kỹ chuyện này. Nghiên cứu, khảo sát, điều tra kỹ lưỡng về cái hệ thống độc đảng toàn trị trước đó ở bên Đông Âu, và sau này hiện tại là nó còn tồn tại ở Trung Quốc, ở Triều Tiên bây giờ, kể cả Cuba đó. Thì trong đó có Việt Nam đó, thì mới nhận ra được một cái chân lý khác. Mà cái chân lý này thì là cái chân lý nó đi, nó mang lên cân đo đong đếm giữa cái không và cái có. Cái người trắng tay không có gì hết, đi làm cách mạng, bị xô, bị đẩy, bị lùa vào phía bạo lực cách mạng, rồi là công cụ, dụng cụ của chuyên chính vô sản, mà dân gian họ khám phá là họ gọi là chuyên chính vô học. Thì cái vô sản, vô học mà người ta dùng ở trong những cái văn bản lịch sử thì đây là những người lãnh tụ, lãnh đạo mà gốc gác là bần cổ nông. Nhưng mà cái chuyện bần cổ nông thầy trò mình cũng tránh dùng cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện bây giờ đó, trong cái phân tích và giải thích của học xã hội và nhân văn đó, là một cái lực lượng nó đầu têu mà mình gọi là đầu đảng, đầu lãnh, đầu sỏ, đầu sòng, đầu nậu, nó đẩy một cái xã hội, một cái dân tộc, một cái quần chúng, một cái giống nòi
Ơi, cái tên gọi nó là người cách mạng. Cách mạng thì phải có bạo lực cách mạng để đấu tranh giai cấp, muốn đấu giai cấp mà thì phải có chuyên chính vô sản, muốn nghiên cứu chuyên chính vô sản thì phải làm một loạt những cái chuyện mà chém giết, cải cách ruộng đất, rồi chấp nhận luôn cái cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn thế kỷ thứ 20, là bao nhiêu triệu triệu sinh linh của Việt tộc bị mất đi trong đó. Mà bây giờ cái độc đảng toàn trị nó còn thì cái hệ độc, hệ đặc, hệ ác, hệ tham nó còn thì cái người, cái chuyện mà chết người, trốn đất nước bỏ ra đi rồi chết cống chết lạnh trong một cái thùng xe đi tới nước Anh, quê hương của John Locke mà mình mới nhắc, mất mạng trốn vào Đài Loan đó, thì những cái chuyện này chết chắc nó xảy ra. Thì cái hệ độc á, cái độc đảng mà nó muốn độc tôn, độc tài, độc quyền, độc trị để nó bảo vệ cho bằng được cái hệ đặc nó, là ân đặc quyền đặc lợi của nó đó, mặc dù nó là thiểu số đó, thì nó lý luận là hồi mà người ta gọi nó là bần cố nông, tức là nó vô sản cùng lúc nó vô học, và nó từ rừng đi ra. Mà cái chuyện mà những cái câu chữ mà khỉ trong rừng, rồi rừng ở trong khỉ, trong đầu của khỉ, cái những câu đó mình tránh dùng, cái những cái ngữ nó làm cái ngữ nghĩa nó rất là dữ dằn, mà thầy trò mình tránh dùng những cái chữ đó. Nhưng mà cái chính đó là hệ vô đó, cái vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận, mà nhân gian gọi chung là vô học. Mà chính những người đó họ nói họ là vô sản, mà họ không những họ không có tài sản, mà họ không được có giáo dục, không được có văn hóa đó, thì họ nắm được chính quyền, thì từ cái không tới cái có. Mà cái tâm lý học, phân tâm học và tâm thần học, nó phối hợp với chính trị học, với kinh tế học, với xã hội học á, thì nó nhận ra là nếu mà một cái người mà không có gì hết, tự nhiên có rất nhiều mà lại được độc quyền, độc tôn, độc tài, độc trị bằng cái độc đảng đó, thì họ sẽ không bao giờ nhả quyền đó. Tức là không bao giờ chấp nhận cái trò chơi mà phân quyền, chia quyền bằng tam quyền phân lập, bằng dân chủ á. Cái chuyện này nó rõ bao nhiêu lâu nay. Mình nhắc tới tổ mình là Locke ở thế kỷ thứ 17, mình nhắc tới cả tuần này là thầy trò mình làm việc thế kỷ thứ 18 với Montesquieu. Nhưng mà trước đó trong cổ triết đó, là Aristotle đã viết những cái phân tích trước công nguyên. Aristotle viết những cái phân tích là phải phân quyền, phải chia quyền, chứ giao quyền cho một cái người, một cái đám độc quyền á, thì nó sẽ tham quyền, lộng quyền, lạm quyền, cực quyền, cồn quyền, nó điên loạn về quyền lực, tại nó muốn có tất cả. Mà cái đám mà trước nó không có gì cả mà bây giờ nó có tất cả, thì tâm lý học, phân tâm học và tâm thần học phân tích rất rõ nó sao không nhả ra. Mà cái tam quyền phân lập, dân quyền dẫn tới dân chủ để bảo vệ nhân quyền, thì nó yêu cầu phải nhả ra. Nhả ra nó có công lý chứ, có công lý rồi cũng có công bằng chứ. Mà tam quyền phân lập là công quyền, công lý. Anh không thể nào là người ra luật xong rồi là hành thực rồi xử cái luật của anh được. Anh không thể nào là người vừa là cầu thủ, vừa là trọng tài, vừa là khán giả được hết. Không có làm chuyện đó được. Đó thì thầy trả lời được những câu hỏi, năm loại câu hỏi tới từ 24 giờ qua đó, thì cái xảo quyền mã giáp sinh trị mà ghế trên ngồi tót sổ sàng, ngồi trên lưng thiếu pháp, trên cổ lập pháp, trên đầu một cái xã hội đó, thì nó dẫn tới cái điếm quyền tú bà trị, đưa người trước đó người cửa sau, rồi cái xảo quyền mã giáp sinh trị, cái điếm quyền tú bà trị nó dẫn tới cái đểu quyền xã khanh trị đó, nói lời rồi lại nuốt lời như chơi đó. Tức là nó hứa những chuyện mà nó không biết, đến hồi hệ thức, cái kiến thức, tri thức, ý thức, nhận thức, vạch mặt chỉ tên, nó là hệ vô đó, vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận, mà tụ chung chuyên chính vô sản, sinh đôi với là chuyên chính vô học, thì nó trình cách nó hại người ta, nó truy cùng diệt tận, nó dùng mua hàng kế bẩn để nó hại người ta. Thì bây giờ nó xuất hiện bốn cái chữ D ở trong ngữ văn của tiếng Việt. Cái điếm quyền tú bà trị, cái đệ cụ Thiên Điền Tố Như, người thầy của thi ca Việt Nam, giúp mình nhận diện được nhiều chuyện. Cái xảo quyền, cái điếm quyền, cái đệ quyền, thì cái điếm quyền và cái đệ quyền đó, nó dắt tới một cái quy luật
của cái hệ độc, nó có thâm độc ác hiểm trong đó. Của cái hệ đặc, đặc ân, đặc quyền, đặc lợi, nó có cái hệ tham trong đó. Tham quyền, tham quan, để tham ô, tham nhũng. Vì tham tiền với cái lòng tham không đấy, ăn không chừa một thứ gì hết đó. Dân tộc nhận ra được chuyện này rồi, thì cái chữ điếm với chữ đẻo nó dẫn tới cái từ là diệt với triệt. Nó truy cùng diệt tận, dùng sự thật để vạch mặt chỉ tên cái bản chất của bọn nó. Nó dùng mua hàng cái bẩn để nó triệt những người nói tiếng nói của chân lý, của lẽ phải. Đó, thì nó đương mang một cái người nói chân lý, tiếng nói lẽ phải tuần lễ này ra nó xử, và nó là độc quyền, nó buộc tội người ta, nhưng mà nó xử kiếm ở trong tam quyền phân lập, ở trong dân chủ tự do nhân quyền đó. Nếu mà mang ra xử tới độc quyền xử kiếm, nếu người ta có lỗi, nếu người ta có tội thì phải phân tích giải thích, xem xét xử trước tòa chứ, tại sao đóng cửa tòa, nó bất chính trước pháp luật. Mà cái hệ bất này nó dẫn tới bất minh trước đạo lý đó, bất lương trước giống nòi đó, bất đức trước tổ tiên đó, bất nhân trước dân tộc đó. Đó thì thầy trả lời một loạt những cái đợt câu hỏi như vậy đó. Thì bây giờ cái chính quyền nó chấp nhận cái sân chơi, cái trò chơi, cái luật chơi của dân chủ tam quyền phân lập là có chia quyền và phân quyền. Có cái nơi mà dân bầu ra những người dân biểu, mà bây giờ nó gọi là đại biểu, là làm đó luật. Nhưng mà hơn 90% là đảng viên, thì cái đám này chỉ là có 500 đứa ở trong quốc hội, nghị trường bây giờ nó chỉ là cái đám mà nhắm mắt cúi đầu, khom lưng khoanh tay, quỳ gối, nó nhấn những cái nút của độc đảng toàn trị, tới từ cái đám đầu lãnh, đầu sọ, đầu sòng, đầu đảng, chứ đâu phải là một cái lập pháp đàng hoàng tử tế. Thành ra mình mới gọi đó là một cái lập pháp mà nó đểu cán ở trên thượng nguồn, để nó đểu giả với xã hội, với dân tộc, với quần chúng. Còn cái tư pháp thì nó là những cái tòa án bỏ túi, nó sẵn sàng làm những cái án oan để nó biến dân lành dân hiền thành dân oan dân đen, mà dân có tội nữa. Thì những đứa con tinh yêu của Việt tộc là những đứa con mà nó nói lên được tiếng nói của chân lý, sự thật và lẽ phải, thì nó vất vô tù. Đây là những tù nhân lương tâm đó. Thì trong một cái chế độ dân chủ, trong một cái chế độ có tự do, có nhân quyền, tức là có tam quyền phân lập, có phân quyền và chia quyền, thì không có tù nhân lương tâm. Nó rành mạch, nó rõ ràng, nó minh bạch, nhưng mà không có tù nhân lương tâm. Người ta dùng cái lương tâm bằng cái lương thiện, nó dẫn tới lương tri, là trí thức của lương tâm. Mà tại sao lại bỏ tù người ta, biến người ta tù nhân? Trong tam quyền phân lập, giữa phân quyền và chia quyền, có tự do, dân chủ, nhân quyền, đâu có tù nhân lương tâm. Thầy trò mình phải giữ cái dàn bài, thầy trả lời một loạt 6 loại câu hỏi. Có những loại câu hỏi 3-4 bạn ở miền Bắc có nhiều loại câu hỏi, là 2-3 bạn ở miền Trung có những loại câu hỏi, là rất nhiều bạn ở miền Nam đó. Thì thầy trả lời 4-5-6 loại câu hỏi mà các bạn gửi tới đó, thầy trả lời rồi. Thì bây giờ mình giữ cái dàn bài của cái buổi thứ nhì, là nói lên được cái đặc thù, đặc tính, đặc điểm, đặc sắc, đặc thái. Nó làm được cái đặc biệt của cái hệ thống tư tưởng của Montesquieu về chính quyền thì phải chấp nhận chia quyền với phân quyền. Thì ở đây tổ Montesquieu nói là ở trong lịch sử của nhân loại, hồi mà tổ viết về lịch sử chính trị đó, các định chế chính trị đó, thì tổ viết rất là kỹ, rồi tổ phân tích ra có 3 loại chính quyền, nó lập ra 3 loại chính phủ đó. Thì cái loại thứ nhất là cái loại nó chung quanh cái hệ độc á, cái độc tài phong kiến, độc trị quân sự hay độc đảng toàn trị đó, thì nó chung quanh cái từ mà cổ mình gọi là despotism đó. Thì cái lịch sử nhân loại nó đi qua con đường này, tức là nó không có tự do, không có nhân quyền, không có dân chủ, và không có chia quyền, phân quyền của tam quyền phân lập. Thì cái despotism này, cái hệ độc này nó độc tôn, độc tài, độc quyền, độc trị, nó có trong lịch sử nhân loại, mà từ từ nhân loại thoát được cái chuyện này.
Và cái thảm họa, thảm kịch của Việt tộc là chưa thoát được chuyện này. Nó vẫn còn một cái độc đảng toàn trị. Nó có hệ độc, hệ đặc, hệ vô, hệ tham, hệ tà, hệ đẻo, hệ đi, hệ xảo. Nó trùng phủ là số phận của đồng bào, của dân tộc, của giống loài, của xã hội, của quê hương, của đất nước. Thì cái loại này đó, nó tổ mình nói đó, là nó là một cái đoạn đường đi mà ở trong đó cái từ deposit nó đúng cho độc tài phong kiến qua vua chúa, nó đúng cho độc quyền quân sự, đúng cho độc đảng toàn trị là nó dùng cái bạo quyền công an trị để nó tổ chức đàn áp, trấn áp dân tộc giống nòi, đồng bào, xã hội, đất nước, quê hương của nó. Thì cái dạng thứ nhì á là cái dạng của Cộng Hòa, tức là cái despotism mà độc tài, độc quyền, độc trị, độc tôn, độc đảng á, nó bất nhân thất đức, nó tổ chức bất bình đẳng để nó tổ chức bất công bằng hệ đặc á, đặc ân, đặc quyền, đặc lợi cho riêng nó, thiểu số của thiểu số đó. Thì cái thể chế thứ nhì, thể chế thứ nhì là thể chế của Cộng Hòa. Trong cái Cộng Hòa thì cái mô thức mà thầy lập ra cho riêng thầy, rồi thầy tâm sự với các bạn đó, là cái gì mà chung được thì chia được, cái gì chia được thì chung được, chung để chia, chia để chung, thì chia để chung trên cái quy luật gì, trên ba giá trị rất là thiêng liêng của nhân loại: tự do, mỗi cá thể là cá nhân phải là chủ thể dùng cái tự do của mình để đi tìm sự thật, chân lý và lẽ phải. Mà nhiều khi mình dùng cái tự do của mình để mình sáng tạo nữa, tức là sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tác, sáng tạo, không những trong nghệ thuật, trong văn chương, mà cả ở trong xã hội, trong chính trị đó. Thì cá thể mà thành chủ thể là trên con đường này, đây là định nghĩa của tự do đó. Mà tự do nó phải bảo vệ công bằng, nó chống bất bình đẳng, nó chống luôn bất công. Mà cũng chưa đủ đó, cái giá trị của Cộng Hòa là tự do công bằng phải phục vụ cho bác ái, tức là phải phục vụ cho đoàn kết, chung để chia, chia để chung, và phải phục vụ cho tương trợ. Cái tương trợ nó có mặt ở trong cuộc sống. Mà giáo lý Việt dặn dò con cháu Việt rất là kỹ: bầu ơi thương lấy bí cùng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nhiều điều phụ lấy giá bướm, máu chảy ruột mềm, máu chảy tới đâu ruột đau tới đó, để ra một cái đạo đức là thương người như thể thương thân. Đây là bác ái nè. Có hai cái thế chân kiền của đoàn kết và của tương trợ: mình đồng hội đồng thuyền với tha nhân, mình hiểu cái nỗi khổ của đồng loại, mình hiểu cái niềm đau của đồng bào mình. Đó thì cái thể chế thứ nhì mà tự do con ngọ ái nó sẽ dẫn tới dân chủ. Mà dân chủ phải bắt đầu bằng dân quyền. Hôm qua thầy chồng không biết cái dân quyền với cái nhân quyền. Cái dân quyền là tôi được quyền chọn chính quyền, chính phủ để tôi muốn có những cái chính sách hay đẹp, tốt lành. Thì thể tài đó, nếu mà anh là thực tài, chân tài, biệt tài, đặc tài, danh tài hay là thiên tài gì đó thì anh đang đứng cử. Mà tôi thấy trong cái chương trình của anh có những cái chuyện mà nó chỉnh lý, hợp lý, toàn lý, mà làm được khả thi thì tôi bầu cho anh. Anh đắc cử trong một cái nhiệm kỳ 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó. Nếu mà anh hứa những chuyện mà anh không làm được thì lần tới tôi không bầu anh nữa. Thì tự anh sẽ bị dọn dẹp ra khỏi cái chính trường. Một cái loại chính khách mà hứa mà không làm thì nó đểu cán, đểu giả. Gian để giả, giả để gian. Thì tôi gạch tên anh luôn. Ở trong dân chủ nó làm chuyện đó. Dân chủ làm chuyện đó. Đây là một cái sự văn minh đó. Văn minh của công bằng, văn minh của công lý, văn minh của chia quyền, văn minh của phân quyền, văn minh của tam quyền phân lập. Cái tên gọi nó là dân chủ, tới từ dân quyền. Thì trên chuyện này đó, những cái thể chế của hệ độc á, độc tài phong kiến, độc quyền quân sự, rồi độc đảng toàn trị đó, nó là cái dạng thô bạo nhất, thô bỉ nhất của nhân loại. Và cái đợt thứ nhì, cái bậc thang thứ nhì đi lên là Cộng Hòa, tự do công bằng bác ái. Và chính cái tự do công bằng bác ái đó, thì trong cái tự do đó là
người ta hiểu mà người ta làm những chuyện người ta muốn. Cái công bằng đó thì cái định chế, cái cơ chế tới từ cái chế độ chính trị đó, nó bảo vệ, bảo trọng, bảo hành cái công bằng. Còn cái bác ái, cái chuyện mà thương người như thể thương thân, thì đây là một cái phạm trù thứ ba, mà cái phạm trù này nó bác ái nó có phải là chuyện từ thiện tới từ từ tâm để làm thiện nguyện hay không? Thì bây giờ bản thân bác ái mà nó vào cái bậc thang thứ ba là dân chủ đó, thì cái bác ái nó được thể hiện bằng những cơ chế định chế của bác ái. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm người cho người thất nghiệp, bảo hiểm cho người, bảo hiểm từ vật chất tài chính tới kinh tế, cho người tàn tật, cho người là nạn nhân của cái đám khốn kiếp nam quyền, nó dùng nam quyền để nó truy hiếp phụ nữ, những người già nua. Dân chủ nó tìm cách thể chế hóa, định chế hóa, cơ chế hóa, chế độ hóa cái bác ái. Đây là một cái bậc thang rất lớn của nhân loại. Khi mà tổ Montesquieu phân tích được cái hệ độc, độc tôn, độc tài, độc quyền, độc đảng, độc trị đó, rồi phân tích được cái tổ chức của Cộng hòa đó, tự do, công bằng, bác ái là những cái định chế đó, rồi tới dân chủ là có chia quyền, phân quyền, có ứng cử, bầu cử, đắc cử, thắng cử theo một cái nhiệm kỳ rõ ràng, cái luật chơi, sân chơi rõ ràng như vậy đó, thì tổ mới đi xa một bước nữa. Tổ Montesquieu nói là nếu mà cái luật phong kiến á, thì nó lại có hai cái đám khác nhau. Cái đám mà bây giờ dân Việt Nam phải trả giá rất đắt là nó mang hệ độc để nó bảo vệ hệ đặc, nó mang hệ đặc để nó bảo vệ hệ tham, nó mang hệ tham để nó bảo vệ hệ ác, nó mang ác để bảo vệ thâm hệ gì đó. Thì mình phân tích rồi đó, thì đây là cái đường đi nước bước của cái hệ vô, vô minh, vô tri, vô trí, vô lý luận. Nó ngu và nó ác. Cái con sóc á, cái con nai, nó khôn, nó hiền, và nó bị những cái con thú vật giả thú, mạnh được yếu thua, xé xác. Thì cái ngu với cái ác, nó đi nó giết cái hiền, cái lành, cái tốt, cái đẹp. Thì dân chủ nó chặn cái chuyện này. Nó chặn cái chuyện mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Nó chặn cái chuyện mà anh dùng cái bảo quyền của anh chị để anh đặt dân lên làm cá nằm trên thớt. Không qua thầy trò mình còn nói một cái giáo lý khác của người Việt nữa. Nó tìm cách nó hại một người không được thì nó giận cá chém thớt. Nó hại bạn bè, đồng nghiệp, sinh viên của thầy. Dân chủ nó chặn chuyện bằng phân quyền và chia quyền. Thì cái đám thứ gì bên phong kiến, độc quyền, độc tài đó, thì nó xuất hiện cái hệ minh đó. Nó có minh chủ, minh vương, minh quân, minh tướng, minh chúa, minh sư. Chưa có dân chủ, chưa có cộng hòa, nhưng mà cái hệ minh này đó, nó cứu cái dân tộc đó, nó làm được cái chuyện mà phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, văn minh cho dân tộc. Trong lịch sử Việt Nam, cái minh chúa xuất hiện một cái thời mà là một cái người ác, Trần Thủ Độ. Mà không có Trần Thủ Độ làm sao có đời Trần, không có Trần Thủ Độ làm sao có ba cái cuộc chiến thắng dường như độc nhất của nhân loại của thế kỷ thứ 13. Nguyên Mông nó qua tận tới Âu Châu này, dân Âu Châu nhắc là vẫn còn sợ, nó đi tới đâu là cái đoàn quân kỵ mã của Mông Cổ đi tới đâu là cỏ mọc không được. Nhưng mà nó tới Việt Nam, nó quỵ, nó gục, nó ngã, nó bại ba lần. Không có Trần Thủ Độ, một cái minh chúa làm sao bảo vệ cho ra đời những cái minh quân, minh vương. Từ Trần Thái Tông cho tới Trần Nhân Tông là cả một cái dân tộc, một cái xã hội chọn Phật giáo, từ bi hỷ xả, chọn cái thiền để có cái tỉnh táo, minh mẫn, sáng suốt. Thì minh chúa, minh quân, minh chủ, minh tướng, minh sư là sư vạn hạnh, lập ra Lý Công Uẩn, Lý Công Uẩn lập ra đời Lý, đời Lý đời Trần Hai, đời xuất sắc nhất của lịch sử Việt Nam. Thì tổ Montesquieu nói là nó có
hai cái đường đi nước bước khác nhau của phong kiến vua chúa thời đó, thì cái khác nhau giữa bạo chúa nó vừa ngu mà nó vừa ác, nó vừa thâm mà nó vừa hiểm, nó giết những cái chuyện hay đẹp tốt lành, nó giết những đứa con tin yêu mà nhìn xa trông rộng. Thì cái khác nhau, cái giải thích này của tổ mình đó, là tổ mình đặt một cái vấn đề mà mùa hè này mình sẽ gặp một người tổ ở trong khoa học quản lý, khoa học quản trị đó, sang đời giới sống trong khoa học, trong khoa học điều khiển đó, management, là thầy Philippe Derivard. Thì thầy Derivard là làm việc, thầy được làm việc với thầy Derivard từ nhiều năm nay. Thì ở trong nhóm Derivard thì có Sagan, có Henri, có những đứa con xuất sắc hiện nay của khoa học quản lý của châu châu này nè. Đó thì thầy mình nói, thì thầy Derivard có viết một cái cuốn sách, cái lý lẽ của danh dự, Logic de l'honneur. Thì ở trong văn bản thế kỷ thứ 18 của tổ Montesquieu có cái chuyện này, tức là cái đám mà nó có thể vô minh, vô trí, vô lý, vô luận, mà dân gian nó ngược lại là vô học, rồi nó lại thâm độc ác để nó bảo vệ cái hệ đặc của nó, cái hệ đặc chưa đủ, nó lòng tham nó không đấy, nó bảo vệ cái hệ tham đó. Thì giữa cái đám mà ngu ác, thâm độc ác hiểm, xấu tội tục dở, với cái bên phía minh đó, hệ minh đó, minh chúa, minh quân, minh chủ, minh tướng, minh sư á, nó khác nhau như thế nào? Thì tổ Montesquieu nói là con người ta nó khác nhau ở cái đạo lý và cái luân lý. Cái đạo lý và cái luân lý của hệ minh á, minh chúa, minh quân, minh chủ, minh tướng, minh sư á, là phát triển đất nước, tiến bộ xã hội văn minh cho dân tộc. Thì cái đạo lý, cái luân lý đó, nó là danh dự của họ đó. Mà cái chuyện này nó có phải là cái chuyện mà lý thuyết mơ hồ trừu tượng không? Nó có lắm. Cái chuyện này nó cụ thể lắm. Những cái đất nước mà cùng cái nôi tam giáo đồng nguyên với Việt Nam, cùng nôi tam giáo Phật Khổng Lão của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, họ đi cái con đường mà tổ mình viết thế kỷ thứ 18 này, rồi John Locke viết thế kỷ thứ 17 này. Tức là từ cái độc tài phong kiến, cái độc quyền quân sự nó dẫn tới cái độc đảng toàn trị gì đó, thì họ dùng cái hệ minh, minh quân, minh chủ, minh chúa, minh tướng, minh sư đó. Họ đâu có dân chủ đâu, nhưng mà họ dùng cái thế kỷ thứ 20, nhất là trước và sau đại dịch thế chiến đó, để họ nhận ra được cộng hòa, tự do, công bằng, bác ái, để họ nhận ra được dân chủ của đa nguyên, bằng đa đảng, bằng tam quyền phân lập, bằng chia quyền và phân quyền. Bây giờ những dân tộc đó là những dân tộc thành công đó. Họ thành công rõ ràng, minh bạch á. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, họ thành công là họ làm chủ thương mại, kinh tế, làm chủ khoa học, kỹ thuật, làm chủ văn học, nghệ thuật, làm chủ những cái chuyện đó. Tại sao mình cùng cái nôi tam giáo đồng nguyên với họ mà mình lại đi làm tôi, làm mọi, làm công, làm thớ cho họ bây giờ? Trốn vào đất nước họ, ở lậu rồi chết dọc đường như lúng túng. Nó đây là nó tới từ hệ độc á, nó tới từ hệ đặc á, nó tới từ hệ tham á, nó tới từ hệ vô đó, vô minh, vô tri, vô trí, vô lý, vô luận, mà dân tộc gọi là vô học á. Nó bảo vệ, chỉ nó bảo vệ hệ đặc của nó thôi, đặc ân, đặc quyền, đặc lợi của nó thôi, để nó biến một cái dân tộc một sớm một chiều làm tôi, làm mọi, làm công, làm tớ, xuất khẩu lao động thì ra ngoài, trai là lao đô, gái là nô tiền. Không có chia quyền và phân quyền, không có hệ thức tới nó dẹt cái hệ vô, không có cái hệ đa nguyên, đa đảng, bằng đa tài, đa tri, đa trí, đa năng, đa hiệu tới dẹt cái hệ độc đó, thì cái dân tộc đó, cái số phận nó khốn kiếp. Không có chia quyền phân quyền thì tổ Montesquieu nói là cái tự do của mỗi người đó nó bị đe dọa ngay trong xã hội, ngay trong tập thể, ngay trong cộng đồng. Mà bây giờ thấy nó rõ bên Việt Nam, cái xúc tính nó xuất hiện bằng đói ăn khát uống, mà có thể dành ăn, có thể dành uống với nhau, thì mạnh được yếu thua, thì cái xúc tính nó dẫn tới cái mang tính, cái mang tính nó dẫn tới cái giả tính.
cá lớn nuốt cá bé, thì không có phân quyền và chia quyền trong chính phủ, thì cái xã hội mà cái dân tộc nó đương sống nó là một xã hội bất an. Không có tư pháp kiểm soát hành pháp, không có lập pháp đứng đắn đàng hoàng tử tế, đưa đường dẫn lối hành pháp bằng công pháp, công quyền, công luật, tức là bằng công lý và công bằng, thì cái hậu quả nó lớn lắm. Cái hậu quả nó dẫn tới hậu nạn, cái thảm cảnh nó dẫn tới thảm nạn mà dân tộc Việt Nam nó đứng bị trả rất đắt. Thì cái chuyện mà tổ Montesquieu chính quyền là phải có chính nghĩa, mà chính nghĩa là không phải là câu chữ là yêu nước thương nòi rồi cách mạng đó, cái chính nghĩa quá là cái chính nghĩa là ở ngay cái chuyện mà anh chấp nhận phân quyền rồi sau đó chấp nhận chia quyền của anh. Còn anh mà giữ độc quyền bằng độc tôn, độc tài, độc trị, bằng cái độc đảng đó, thì anh không phải là chính quyền, anh chắc chắn là một tà quyền. Bây giờ trong câu chuyện của thầy trò mình thì cái chính quyền, chính phủ, chính sách đó, trong cái hệ chính đó, thì nó phải có chính, thì nó phải có chính nghĩa, mà cái chính nghĩa nó nằm ở trong chính tri, chính trí, chính lý, chính luận của cái chuyện phân quyền và chia quyền. Anh đâu thể nào anh tiếp tục anh giết hại những cái thực tài, chân tài, hiền tài, đặc tài, biệt tài, danh tài, thiên tài của giống nòi dân tộc đồng bào anh để anh giữ cái hệ độc, độc tôn, độc quyền, độc tài, độc trị bằng cái độc đảng. Đó, thì đây là cái hệ thống của lý luận mà tổ Montesquieu thế kỷ thứ 18, thế kỷ của ánh sáng đưa đường dẫn lối cho mình. Đó, và hôm nay mình về mặt công bằng công lý thì mình phải nhắc tới tổ Locke, tức là thế kỷ thứ 17. Locke đã viết rất rõ những chuyện phân quyền và chia quyền trong tam quyền phân lập rồi. Ngày mai thì mình sẽ có buổi thứ ba, buổi cuối cùng về tổ Montesquieu, tức là những cái bài học mà mình có thể rút ra để mình đa dạng hóa cái nhân sinh quan, cái thế giới quan, cái vũ trụ quan của mình. Những bài học mà tổ Montesquieu để lại thì nó sẽ giúp cho thầy trò mình nhận ra được cái thế giới, cái nhân loại hiện nay trên cái đất này chuyện gì nó đương xảy ra. Đó, và thầy trò mình vẫn đau đớn thao thức trăn trở vì cái hiện tình nó có thảm họa, thảm nạn của một đất nước, một quê hương, một tổ quốc, một đồng bào, một dân tộc, một giống nòi chưa có cái chia quyền và cái phân quyền bằng cái quang minh chính đại của dân chủ, bằng cái đường đường chính chính của nhân quyền. Thì ngày mai mình vào chỗ đó. Ngày mai thì thầy thông báo với các bạn rồi, hôm qua đó, tức là sau khi cái buổi thứ ba xong thì thầy trò mình sẽ lên đường đi làm một cái cuộc điều tra thực địa cái quan hệ giữa mỹ học, nghệ thuật và tôn giáo, tức là cái hệ thống giáo đường họ giao cho họa sĩ Matisse, là Matisse Picasso là nam tạo bắt đầu của thế kỷ thứ 20 trong nghệ thuật tạo hình, thì họ giao cho Matisse là cái đứa con tinh yêu của cái vùng địa Trung Hải này tổ chức nghệ thuật, tổ chức nội thất cho một cái giáo đường. Thì thầy trò mình sẽ tới tận nơi, thì thầy sẽ gửi phóng sự về hình ảnh tới các bạn. Thầy chúc các bạn một cái tỉnh táo của lý trí, cái sáng suốt của trí tuệ, cái minh mẫn của tuệ giác đó, để nhận ra là anh mà nắm quyền, anh mà nắm chính quyền thì phải chấp nhận phân quyền và chia quyền, chứ không thôi anh sẽ là người vô, người đặc, người độc, người tà, người gian, người ác. Các bạn phải nhận được điều kiện này. Thầy chào các bạn.